Rồi, câu số 1 nè. Retarded, educated, attended, arrived. Là phát âm D. Nên chọn câu D, đi chưa? Đó, chọn câu D. Câu số 2 nè. Watched, realized, helped, developed. Vậy là chọn câu B, realized. Được không? Câu số 3. Consumed, raised. Consumed, raised, continued, matched, matched. Nó là âm t. À. Tại vì cái âm cuối cùng của nó là match. Âm ch là âm không có giọng. Rồi. Opposed, worried, satisfied, added. Câu này thì dễ nè. Added. Đi chữ add thì mình đi. Added. Rồi, light, displayed, required, seemed. Vậy là like, âm cuối của chữ like là âm k, là âm không có giọng, cho nên phát âm t. Ha. Còn mấy chữ còn lại, display là âm a, require là âm r, require. Rồi seem, âm cuối là âm, âm này rất là khó nói, nó là âm m. Seem em. Như vậy là câu này mới chọn là câu A nè. Liked. Ha. Rồi. Câu số 6 nè. Helps, makes, closes và develops. Nên lý do tại sao người ta chọn là closes. Ha. Closes. Rồi. Câu 7 nè. Arrives, opens, feels, breaks. Breaks. Feels, opens, arrives. Như vậy là breaks, được chưa? Breaks. Câu số 8 nè. Tests, breaks, photographs, teachers. Teachers, âm Z ha. Như vậy là câu D này là. Rồi câu 9 nè. Classes, families, chances, churches. Như vậy là families. Families. À, mấy kia thì sao mà câu này thì sao? Families. Nó là âm. Âm Z. Nó âm Z. Còn mấy chữ còn lại nó là âm is. Được không? Rồi cái câu 10 nè. Allowed. Âm D. Tại vì âm cuối của chữ allow là âm ao, âm có giọng nè. Talk, âm cuối là âm k, âm không có giọng ha. Rồi, married, married. Closed, closed, âm d nè, âm d nè, âm d nè. Đây có âm t, cho nên mới chọn câu B, được chưa? Rushed, worked, helped, move. À, chữ move, âm MD là âm đờ. Cho nên đây là moved. Được chưa? Rồi. Rồi ở đây ha. Phát âm nè. Cái chỗ này á. Thì cái này học rồi nhớ thôi. Chứ không có quy luật, không có quy tắc gì hết. Cứ học rồi nhớ. Advantage. Annual. Thanks. Flat. Advantage. Là chữ gì? Advantage. Nó là âm gì? Âm A. Nó là âm A. Âm A dài. Âm A hai chấm. Annual là e bướm. Thanks là e bướm. Flat là e bướm. Như vậy đó lý do tại sao người ta chọn câu A. Thấy chưa? Rồi. War. War là âm O. Nature. Nature là mây. Talk. Talk là âm O. Stone, stone là mo, như vậy là nature, âm A. Câu B, được chưa? Rồi, vocation, âm A. Fast, âm A. Dance, âm A. Class, âm A. Như vậy là vocation, âm A. Còn câu này, được không? Activity, area, sandwich, charity. Vậy chọn câu nào đây? Activity,
sandwich, charity, area. Sao? Chọn câu nào? Cái này nó quên gạch dưới nè. Đây mới đúng nè. Đó. Activity là eo bướm nè. Sandwich eo bướm nè. Charity là eo bướm nè. Area. Area. Nó là âm gì? Này phải check lại mới được. Check kỹ đúng không? Sai. Area. Nó là âm air. Âm air. Cái chữ area nó là âm air. Đó, cái âm của nó là như thế này nè. Đó. Nên nó khác mấy chữ còn lại. Ha. Mấy em còn lại nó là e bướm một chữ một thôi. Còn mấy còn cái chữ này là area nó là như thế này. Đó, nên nó khác, người ta phải chọn câu B. Nó lý do tại sao người ta chọn câu B ha. Rồi. Ở đây mình có cái phần work form. Ví dụ nè, a local businessman stepped in with a large donation for the school. Bước vô và đóng góp tiền rất lớn, rất nhiều cho trường. A large donation for the school. Rồi, thì bây giờ các bạn làm cho thầy câu số 2 coi. Là người ta điền sẵn cho bạn cái chữ là gì? He grew up in an orphanage. Anh ta lớn lên trong một cái trại mồ côi. Orphanage. Yeah. Orphanage. Rồi câu số 3. He has been an active participant in a discussion. Anh ta là một cái người tham gia năng nổ. Cái chữ active là tính từ, nghĩa là năng nổ nè. Anh ta là một người tham gia năng nổ trong cuộc bàn luận. Đó. Cho nên đó lý do tại sao mà nghe chỗ này là danh từ là người tham gia là participant. Đó. Participant. Rồi. The lower tax rate is particularly to poorer families. Cái thuế mà nó sao? Thấp á. Thì nó có lợi cho những nhà nghèo. Những nhà không có nhiều tiền. Như vậy là the lower tax rate is advantageous. Cái chữ advantageous có lợi nè. Đặc cực kỳ có lợi, đặc biệt có lợi cho poorer families. Em thấy ở đây có cái be. Đúng không? Ở đây có cái trạng từ, như vậy cái chỗ trống này mình sẽ điền một tính từ. Để có trạng từ đứng trước bổ nghĩa cho nó nè. Đến câu này người ta mới điền một tính từ. Rồi, câu 5 nè. Bọn nhỏ bị by the war, bởi chiến tranh. Nghĩa là bị làm cho mồ côi, đúng không? Bị làm cho mồ côi bởi chiến tranh. Đó, nên cái chỗ này người ta mới điền cho em là cái chữ orphan là bị động của chữ orphan thì mình đi. Rồi câu 6 nè. Big Brother là một tổ chức dành cho những cái đứa con trai mà sao? Have no longer have fathers, không còn bố nữa. Như vậy nó là một tổ chức, mà tổ chức thì danh từ là gì? Organization. Organization. My hair soon grew back. À, tóc tôi sớm quay lại cái gì? Cái màu tự nhiên của nó. Cái màu tự nhiên của nó. À, như vậy là my hair soon grew back to its natural color. Đó là lý do tại sao người ta dùng cái chữ là natural. Natural. Rồi câu 8 nè. Schools need volunteers to help children to read. Trường thì cần những cái tình nguyện viên giúp trẻ con đọc. Đó là lý do tại sao mà sau chữ need này người ta dùng cái danh từ là người tình nguyện viên, volunteers, để giúp cho trẻ con đọc. Chỉ có tình nguyện viên mới giúp trẻ con đọc, tức là phải dùng danh từ là chỉ người á. Đó. Trường cần người tình nguyện để giúp trẻ con đọc, chứ không lẽ giờ mình điền đây danh từ là sự tình nguyện hả? Cho nên là chính xác nhất là dùng danh từ chỉ người ha, tình nguyện viên. Rồi.
Câu 9 này, I hope my lack of experience, nghĩa là tôi hy vọng cái sự thiếu thiếu kinh nghiệm của tôi sẽ không là cái gì? Không là cái điểm bất lợi của tôi, thì đây là disadvantage. Disadvantage. Không, thiếu kinh nghiệm sẽ không là cái điểm bất lợi của tôi. Sau cái chữ my của tôi là nó là tính từ sở hữu, thì thường sau chữ my này là danh từ, nên em thấy ngay đây đã chia danh từ cho em không? Đó, disadvantage. Thì bây giờ những câu còn lại làm sao đây? Bạn làm cho thầy coi. Làm câu số 10 coi. Không. Voluntary. À, chính xác. Công việc tình nguyện đúng không? Dùng tính từ voluntary work. Voluntary work. Chính xác rồi, đúng rồi. Ok. Câu tiếp theo. Câu 11 làm sao đây Hà Nam? Thầy đợi em tí. Ừ, cứ suy nghĩ đi. Vậy Xuân Bắc chuẩn bị câu 12 nè. Ủa Xuân Bắc học rồi Xuân Nam có vô ngồi học chung không vậy? Hay có chung một màn hình nè. Có chung một màn hình. Dạ thầy là natural. Không biết có ly không ta? Có nha, bổ nghĩa cho cả một câu luôn nha. Bổ nghĩa cho cả một câu luôn, dùng tính từ, dùng trạng từ bổ nghĩa cho cả một câu luôn, naturally. Rồi, câu 12 coi. Có một vài cái điểm lợi lớn đối với hôn nhân là you do lose a lot of your freedom. Mất rất nhiều sự tự do. À, mất rất nhiều sự tự do, như vậy là ngay chỗ này điền cái gì? Mất tự do là điểm bất lợi hay có lợi, điền chữ gì vậy? Chữ gì bác? Disadvantage. Hả? Disadvantage. Disadvantage. Đủ chưa? Thêm mét vô. Ờ, chính xác, đúng rồi. Có một vài điểm bất lợi ha. Danh từ số nhiều, thêm mét vô. Có chữ sum nè. Đó, có chữ sum nè. Rồi, câu 13. Improved nutrition will help. Cái sự gọi là nutrition nghĩa là cái dinh dưỡng, cái dinh dưỡng được cải thiện là nó sẽ giúp gì? Giúp ích cho trẻ con học tốt hơn trong trường. Thì con này làm sao điền chữ gì vậy Xuân Nam? Xuân Nam đâu? Xuân Nam có đó không? Có. Ờ, điểm gì? Ly vậy thì đem coi lại, thì cho em thấy. Advantageously. Không, không cần đâu. Đúng rồi. Em dùng lại cái chữ advantage rồi, được rồi. Nhưng mà em phải hiểu rằng cái chữ advantage này nó là động từ. Nó là động từ. Có nghĩa là làm cho có lợi, làm lợi cho ai đó. Không, dinh dưỡng được cải thiện sẽ làm lợi. Không, làm lợi cho trẻ con, làm học tốt hơn. Cái chữ advantage đó là động từ đó. Bình thường mình nhìn mình cứ nghĩ nó là danh từ không, đúng không? Nó còn có chức năng là động từ đó. Còn có chức năng là động từ nữa đó nha. Rồi. Câu 14 nè. Hầu hết các nhà giáo dục đồng ý là việc mà gọi là
intimidating children. Là nó sao? Cái việc mà intimidate children thì nó sẽ không ớt cho cái việc dạy dỗ tụi nó. Thì intimidate có nghĩa là làm sợ hãi, làm cho cảm thấy sợ, hù dọa. Hù dọa trẻ con không phải là cách tốt nhất để mà khuyến khích nó học đâu. Như vậy là hầu hết cái gì đồng ý, hay là hầu hết người nào đồng ý? Cái chữ educate này bây giờ đọc educator gì nói hẳn gì? Educator thêm ad vô. Educator thêm ad vô. Chính xác. Chính xác. Đúng rồi. Educators, nhà giáo dục. Educators. Rồi. Câu 15 nè. In general, nói chung là con của bố mẹ, children of parents, con của bố mẹ thì tend to get better grades, có xu hướng lấy điểm cao hơn. Vậy bây giờ bố mẹ là danh từ, nó chấm 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 trước đó là điền một tính từ. Vậy điền chữ gì? Ê tụi em là điền chữ gì? Educated. À? Educated. Educated, đúng rồi. Educated. Xác. Câu 16 điền gì? Họ cung cấp cơ hội cho chấm 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 in decision making, trong việc ra quyết định. Trong việc ra quyết định điền gì? Participant. Có thêm mét không? Dạ không. Trường hợp này nó không có rõ ràng à, cho nên là thêm hay không thêm gì thì không bắt lỗi được ha. Không bắt lỗi được. Có cũng được, không có cũng được. Trường hợp này nó không rõ ràng. Rồi. Câu 17 nè. It was good to be up mountains again. Thật là vui khi mà lên núi lần nữa. As I used to enjoy, bởi vì tôi từng enjoy, từng thích leo núi trước cái tai nạn của tôi. Như vậy bây giờ cái chữ leo núi là chữ gì đâu, bạn nào biết, bạn nào nhớ? Mountaineering. 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 Ừ, chính xác. Mountaineering. Mountaineering. Right. Graham's far too to be a good teacher. Graham thì quá là gì đó để mà thành good teacher. Mang nghĩa tiêu cực, đúng không? Bây giờ cái chữ này là organize, là có tổ chức. Bây giờ đó dùng chữ gì? Dùng chữ gì được? Có nghĩa là vô tổ chức á, cái tính từ từ vô tổ chức là chữ gì? Disorganized. Disorganized. Đúng không? Có nghĩa là vô tổ chức. Chính xác chưa? Đúng chưa? Disorganized, tính từ ha, tức là badly planned, not able to plan or organize well, không có khả năng là gọi là tổ chức sắp xếp tốt. Đó. Thì cái tiếng Mỹ lại dùng chữ tiếng Mỹ lại dùng cái chữ Z, còn tiếng Anh lại dùng chữ S, thì tùy ha, chỗ này S hay Z gì cũng được ha. Thì từ đồng nghĩa thì cái này các bạn chắc cũng nhớ mà đúng không? Take part, tham gia, thì là participate.
An anonymous business woman donated $1 million to the charity. Người phụ nữ gọi là anonymous, vô danh, đóng góp $1 triệu cho từ thiện. Như vậy đóng góp $1 triệu cho từ thiện thì cái chữ donated đồng nghĩa của nó là contributed. Rồi câu 3 này, one major disadvantage, một cái bất lợi lớn của khu vực này là gì? Lack of public transport, thiếu cái phương tiện công cộng. Thì cái disadvantage, bất lợi, là đồng nghĩa với nó là drawback. Drawback. Đây nè. Câu số 4, we had to fire him for dishonesty. Chúng tôi phải sa thải anh ấy vì dishonesty, không có chân thành, không có chân thật. Thì cái chữ fire ở đây nghĩa là sa thải, đuổi việc, chứ không phải là bắn. Như vậy là đồng nghĩa với nó là sack hoặc là dismiss. Sack hoặc là dismiss. The hotel provides a playground for children. Khách sạn này cung cấp một cái chỗ playground, phòng để mà chơi, vui chơi cho children, cho trẻ em. Vậy cái chữ supply, provide đồng nghĩa với nó là supply. Her eyes scan the distant hills. Mắt của cô ấy lướt qua cái những núi đồi xa xa. Scan the distant hills. Distant hills, những núi đồi xa xa. Rồi. Đồng nghĩa nó là như đó, nó là như